Ngọc Hân tiết lộ lý do chưa đi hưởng tuần trăng mật. Sau khi kết hôn, Ngọc Hân gần như không có thời gian cùng ông xã Phú Đạt đi hưởng trăng mật mà nhanh chóng quay trở lại công việc. Một tháng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cô có rất nhiều kế hoạch phải hoàn thành. Từng sụt 3 kg vì lo lắng và chuẩn bị cho hôn lễ, Ngọc Hân than thở rằng, đến giờ cô vẫn chưa thể lấy lại cân nặng do lịch trình công tác quá dày đặc cùng khối lượng công việc lớn cần giải quyết. Nhiều khi tôi quên cả ăn uống vì mải mê chuẩn bị cho bộ sưu tập áo dài mùa Tết. Ngoài ra tôi còn nhận lời ghi hình cho một số chương trình Tết của các đài truyền hình nên lúc nào cũng rơi vào tình trạng thiếu ngủ, người đẹp nói. Ngọc Hân cũng cho biết thêm, sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng cô gần như không thay đổi bởi trước khi tổ chức đám cưới. Cả hai đã biết cách sắp xếp và phân bổ quỹ thời gian hợp lý để vừa phát triển sự nghiệp riêng vừa vun vén cho tổ ấm chung. Nếu không phải đi công tác xa, Ngọc Hân chỉ làm việc vào ban ngày, còn buổi tối. Cô về nhà nấu nướng để hai vợ chồng có thể sum vầy bên mâm cơm gia đình ấm cúng và chia sẻ về một ngày làm việc với nhau. Cả hai dự định sẽ dành trọn dịp nghỉ Tết âm lịch để thăm họ hàng, đồng thời đi du lịch, nghỉ ngơi, refresh tinh thần. Mới đây, Ngọc Hân đã có dịp hội ngộ các chị em gồm HH Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Tú Anh, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Tú, Á hậu Phương Nga, diễn viên Lương Thành, MC Mai Ngọc, MC Quỳnh Hoa tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong số các mỹ nhân, Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga đều là hai nàng dâu mới cùng Ngọc Hân, còn Tú Anh, Thanh Tú lại nổi bật với vóc dáng thanh mảnh dù đã là mẹ. Dàn hoa hậu, diễn viên và MC VTV đều có mối quan hệ thân thiết trong công việc, cuộc sống với Ngọc Hân. Ngọc Hân là một trong số ít nàng hậu thành công ở nhiều lĩnh vực, làm nhiều công việc cùng lúc người đẹp cho biết ở mỗi lĩnh vực. Cô lại gặp những thử thách mới nhưng cũng nhờ vậy mà cô học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích để phát triển bản thân, đồng thời mở rộng mối quan hệ xã hội. Không chỉ có sự nghiệp thành công, hôm ngày 10 tháng 12 vừa qua, Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt khiến công chúng bàn tán không ngớt về đám cưới mang đậm nét văn hóa truyền thống tại Hà Nội. Cặp đôi bén duyên từ năm 2011 và từng một lần chia xa rồi tái hợp. Năm 2019, Ngọc Hân được ông xã cầu hôn và sau nhiều lần hoãn hôn lễ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, cả hai đã chính thức về chung nhà.